Nam Phú Quốc, nơi sở hữu thiên nhiên giàu có, bí ẩn và đẹp đến nao lòng. Những sản vật tinh hoa của non nước Phú Quốc đã khơi nguồn cảm hứng cho người khai mở, nung nấu một ước vọng khôn nguôi, phải gọt giũa đảo ngọc thành báu vật tỏa sáng giữa đại dương. Những con đường thay đổi diện mạo đưa Phú Quốc cất cánh vươn tới Nam Châu. Trải qua hành trình khám phá đầy cảm hứng và kinh nghiệm dày dặn trong việc kiến tạo những thiên đường du lịch nổi tiếng, ngày đêm trăn trở bên những ý tưởng thiết kế gọi đúng tên cho kế hoạch khởi sinh đảo ngọc. Khởi đầu từ Sun World Hòn Thơm Nature Park với hệ thống cáp treo Hòn Thơm, cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, tổ hợp Sun World Hòn Thơm Nature Park đem đến thế giới giải trí sôi động và ngập tràn hứng khởi. Du khách sẽ lạc vào thế giới của những lễ hội náo nhiệt, công viên nước với trò chơi đặc sắc cùng vô vàn khoảnh khắc ấn tượng của biển trời Phú Quốc. Nghỉ dưỡng JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort and Spa bội thu những giải thưởng du lịch hàng đầu thế giới, đưa du lịch Phú Quốc đến gần hơn với du khách quốc tế. Được lấy cảm hứng thiết kế từ một trường đại học cổ kính, nơi giao thoa giữa xưa và nay, giữa đông và tây, giữa kiến trúc độc đáo và dịch vụ đẳng cấp. Con đường từ JW Marriott Phú Quốc phủ tràn mảng xanh mướt của cây và biển cả, Premier Village Phú Quốc Resort, tuyệt tác nghỉ dưỡng xuất hiện giữa thiên nhiên kỳ vĩ như ôm lấy viên ngọc đại dương trong vắt. Đây cũng là nơi duy nhất các thượng khách có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn ngay tại chính căn nhà của mình. Lấy cảm hứng từ sản vật làm nên bởi tinh túy biển cả, Premier Residence Phú Quốc Emerald Bay đem tới phong cách nghỉ dưỡng thư thái, gói trọn giữa núi rừng, biển cả là không gian sang trọng, hiện đại của các căn hộ, villa và khu tiện ích sang trọng. Riêng tư với định vị đẳng cấp vượt trội, Sun Premier Village The Eden Bay là tuyệt tác của thiên đường chốn nhân gian, kết hợp trí tuệ ưu việt của người khai mở, tạo nên địa đàng hoang mỹ phía sau cánh cổng Walter Gate, nơi những kiệt tác e ấp trên triền núi lên tiếng chọn chủ nhân cho riêng mình. Vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết của Sun Premier Village Camping Resort được bao bọc bởi dải cát trắng mịn như kem, với tiếng sóng rì rào xướng lên khúc hát của tự nhiên, kết hợp tinh anh giữa cảnh quan và cảm hứng từ làng chài Việt Nam với kiến trúc ba gian đặc trưng, dùng chất liệu truyền thống địa phương tạo nên ấn tượng vừa gần gũi thân quen vừa không kém phần mới lạ. Mang giai điệu của sóng, gió, cây cỏ, Boutique Shophouse Melodia làm điểm tựa cho quần thể Sun Premier Village Cambridge Resort với kiến trúc 100% hai mặt thoáng, có thiết kế mặt tiền kiêu hãnh, sôi động và trẻ trung, đồng thời nằm tại tâm điểm thu hút thương mại, du lịch tạo nên nhịp phát triển không ngừng, đảm bảo nguồn lợi nhuận phi mã cho nhà đầu tư. Là
là đô thị đảo phức hợp đầu tiên tại Phú Quốc và duy nhất tại Việt Nam. Sun Grand City New An Thới là chốn an cư của gia đình bạn cho một tương lai mới, sầm uất, trù phú, cuộc sống hiện đại, viên mãn bên cộng đồng cư dân thành đạt. Mang cảm hứng từ miền đất hạnh phúc bậc nhất thế giới, Địa Trung Hải, các căn nhà phố tại Sun Premier Village Primavera được thiết kế trên địa hình giật gấp hướng ra biển. Những cửa tiệm xinh xắn nép mình trong ngõ nhỏ uốn lượn, những căn shop house tấp nập bên trục giao thông chính, những vòm ngói đỏ nhấp nhô nhìn rõ đường bờ biển rực rỡ, những khoảng sân đầy màu sắc và khung cửa sổ đón trọn hương vị biển khơi. Ẩn sau dáng vẻ phồn hoa của Sun Premier Village Primavera là truyền thuyết có thật về mùa xuân vĩnh cửu, để mở ra muôn vàn cơ hội thành công và những cuộc vui bất tận. Tiếp nối tại nơi bến cảng phồn vinh, hành trình khai mở sẽ tiếp tục bổ sung vào hệ sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tỷ đô những giá trị độc bản chưa từng có, hứa hẹn mang tới vô vàn trải nghiệm khác biệt nhờ sự kết hợp tinh tế giữa tính địa phương và chuẩn mực quốc tế trên đại hải trình xây đắp Phú Quốc thịnh vượng. Sun Group, dấu ấn vượt thời gian.